Thưa quý vị, tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc cô gái trẻ 20 tuổi bị kẻ biến thái sảm sỡ trong thang máy vào ngày 4 tháng 3 vừa qua tại trung cư Golden Palm Thanh Xuân, Hà Nội. Vụ việc đáng ra đã dừng lại nếu như người đàn ông trong vụ việc đến buổi xin lỗi công khai cô gái tại trung cư Golden Palm vào tối qua ngày 15 tháng 3. Ừ, tuy nhiên thay vào đó thì đối tượng này xin được lùi hẹn sang sáng nay 16 tháng 3 và đổi địa điểm xin lỗi sang trụ sở công an quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thế nhưng tại buổi hẹn lần thứ hai này, đối tượng này tiếp tục không đến người nhà của cô gái cho biết, trong buổi thỏa thuận vào tối 13 tháng 3, hai bên đã thống nhất tổ chức buổi xin lỗi công khai vào tối 15 tháng 3 tại nơi xảy ra vụ việc. Trước buổi xin lỗi theo dự kiến khoảng 30 phút, người đàn ông cũng đã thông báo xin hoãn và sẽ tổ chức vào ngày hôm nay, 16 tháng 3 tại công an quận Thanh Xuân. Nguyên nhân có thể do đối tượng sợ bị cư dân trong chung cư quay phim, chụp ảnh hoặc hoành hung. Đối tượng này đổi lịch hẹn sang sáng nay 16 tháng 3 tại trụ sở công an quận Thanh Xuân theo lịch hẹn gia đình cô gái đã có mặt từ sớm tại trụ sở công an quận thanh xuân nhưng quá giờ hẹn đối tượng này vẫn không xuất hiện cán bộ đội điều tra tổng hợp công an quận thanh xuân gọi điện thoại cho đối tượng nhưng anh ta không nghe máy sau thời gian chờ đợi quá lâu gia đình cô gái đã ra về và bức xúc nói rằng không cần lời xin lỗi của đối tượng và mọi sai phạm tùy cơ quan công an xử lý thưa quý vị theo nữ sinh từ khi xảy ra sự việc cô không thể tập trung việc học tập cửa hàng thì đóng cửa nhưng điều khiến cho nữ sinh này và gia đình bức xúc hơn là thái độ nhởn nhơ của đối tượng như không có việc gì xảy ra thậm chí hắn còn liên tục nhắn tin cho cô gái với giọng điệu cười cợt à, đến thời điểm này thì gia đình cô gái cho rằng không chấp nhận lời xin lỗi nào của kẻ xàm sỡ này và muốn pháp luật xử lý đúng người đúng tội nghiêm minh